Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ review chiếc xe Hyundai Accent 2018. Chiếc xe đang được khá nhiều người quan tâm, bởi vì nó chỉ mới vừa được ra mắt hồi 26 tháng 4. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem phần tổng thể bên ngoài của chiếc xe. Cá nhân tôi thì thấy cái góc nhìn này là góc nhìn đẹp nhất của chiếc xe. Tôi rất thích cái phần đuôi xe với cái chữ Accent ở bên này, trông rất là ngầu. Accent đọc lên giống như action, nghĩa là hành động. Đây là cái chìa khóa của nó. Tôi sẽ mở cốp bằng cách nhấn nút vào đây, giữ một lúc và nó sẽ mở ra. Đây là cái camera lùi của nó, được gắn ngay dưới cái logo. Xem bên trong cái thùng sau của xe. Đây là một số cái quà tặng của Hyundai chung chim. Họ đã tặng cho một chai chữa cháy Fire Stop. Và một cái chai này thì có lẽ là, và đúng rồi, dùng để rửa mấy cái ghế. Đây là cái gì đây? Lấy cái này qua đây đi. Mình sẽ lật cái tấm này lên xem ở dưới nó có cái gì. Ở dưới này nó có một cái bánh sơ cua và mấy cái đồ gì đây. Cái thùng đằng sau này rất là rộng, để được rất là nhiều. Cái thùng này có thể là đến hai người nằm vào đây. Lùi đây. Đây, mở cốp lên thì trông nó như thế này đây. Tôi thích nhìn nhất là cái đèn sau. Tôi mua chiếc xe này chỉ vì cái đèn sau của nó thôi đấy. Rồi bây giờ trước thôi. Nè. Sẽ bước vô xe. Để khởi động xe thì cần phải đem chìa khóa vào xe. Để trong xe thì mới có thể là khởi động được. Đây là nút khởi động này. Chúng ta sẽ khởi động xe. Phải đạp chân thắng xuống. Nhấn nút. Xe đã được khởi động rồi. Và nó khá là êm. Bây giờ chúng ta phải bật đây là cái nút bật máy lạnh. Mình phải mở lên số 1 thì nó mới chạy. Đây là
hơi lạnh sẽ thổi ra đây. Điều chỉnh đây. Để số 4 quạt thổi cực mắt luôn. Thế là chỉ nên quạt số 2 thôi là được. Cái nốt này là nốt mở tắt về tắt vô lâm ở đây luôn. Chúng tôi xin lặp lại kết quả dạy trúng 100.000 đồng. Cái vé thượng cùng mang số 06 mỗi vé trúng 100.000 đồng. Sau đây chúng tôi mở dạy trúng 200.000 đồng. Như chỉnh đài ở đây. Đặc biệt, tiết mục tổ khúc dành cho sáo và tám tấu piano ra của Claudie Bolling lần đầu tiên được công diễn tại Việt Nam đã cuốn khán giả vào không gian sôi động của những chân âm tươi vui hấp dẫn. Các tác phẩm được trình diễn trong đêm nhạc đã đưa chị Hà Thúy Hằng, một khán giả ở những kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian chị sinh sống và làm việc tại Paris, Pháp. Nút chỉnh kính bấm. Khi mà xong khá là thoải mái. Cái băng keo này tôi vẫn chưa lột hết băng keo về. Vào số lùi thì màn hình sẽ hiển thị camera lùi. Xen 2018.
chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.